Hello mọi người, đây là một chiếc clip về ngày Halloween của mình năm nay. Thì khác với mọi năm, năm nay mình sẽ trang trí nhà theo phong cách Halloween và tổ chức các trò chơi cho mấy đứa cháu của mình chơi, rồi tặng quà cho tụi nó, vừa vui vừa an toàn vừa tiết kiệm nữa nè. Mời mọi người đón xem nha. Đây là những món đồ mình sẽ cho tụi nó mò để tụi nó đoán xem nó là gì. Những vật dụng rất là quen thuộc, rất là dễ để đón. Gì nè ta đây. Nói chung là toàn đồ quen thuộc thôi. Chứ cũng không khó đâu. Đồ càng bự càng dễ, càng nhỏ thì càng khó thôi. Ê, đây là quà mà sẽ chia ra cho tụi nó nha. Có ai sẽ được nhận quà nhiều nhất nha. Còn đây là chiếc bàn đựng tất cả những vật dụng cần thiết cho ngày hôm nay, như là trò chơi nè, đồ trang trí với lại quà tặng nữa. Balloon tặng nhau. Thôi tôi làm giấy thôi. Là hậu straw. Tôi làm giấy một chút. Ai vẽ con ma vậy? Tự thể là con. Ồ, ra coi. Tụi nào dễ màu mè quá vậy, trả cái gì lại cho tao đây? Trả gì trả mẹ. Các bạn máu qua nhau mà làm màu rồi chứ. Thanh niên này kiểu sinh ra để làm pháp sư mà mẹ bắt đi trang trí Halloween nè. Quá trời giải buồn rồi. Sợ gì? Con mơ vậy? Họ không biết sao treo lắm nữa. Không biết sao treo lắm nữa. Trời ơi, giải phụ hủy đẹp chưa? Tư giải đẹp chưa? Giải phụ hủy đẹp ha. Không quan tâm tới luôn á, chứ hỏi gì. Mẹ. Đây là một kiệt tác đã bị bỏ rơi. Bị bỏ quên. Bàn tay hắc ám. Lúc học Halloween. Chương trình Halloween 2022 bé quá. Bà điên luôn. Có bao nhiêu gương mặt khó thủ. Thôi thôi Tân ơi, Tân ơi. Ôi trời ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Trong bây giờ mà chưa có bắt mét được. Cứ bình tĩnh. Ở đầu. Ôi trời ơi. Năm chữ. Tiếng Việt là nữ hoàng. Nữ hoàng. Đó, giỏi. Nguyên nè. Tiếp đi. Giá ơi. Ô thứ hai 7 chữ. Cây dù. Cây dù. Cây dù. Ô đô cây dù là gì? Ờ ông bé là. Ờ đúng rồi. Con biết rồi. Ở đây đọc nghe, ở đây đọc đi, ở đây đọc cái gì? Ờ A. Kìa kìa nghe đô đọc, kìa nghe đô đọc. Queen, đánh bên, đánh bên. Ở dưới này nè. Ông rê đâu đi sao? Cây dù là gì? U M D R E L chứ gì? Bình tĩnh. Bình tĩnh, không có chơi cọc. Bình tĩnh không, bộ sân bộ lực nha. Ai gì nữa? Một phút. Một phút mà không có thích, không có đáp án là tôi ghế nha. Hay quá. Rồi á. Được chưa? Không biết rồi, bên này đúng rồi đó. Bên này đúng rồi đó. Rồi, chấm đúng rồi. Chấm, đúng chưa? Mày đúng chưa? Có ghi điểm chưa? 1, 2, 3. Nè, bờ re là bờ re. Nè, ghi nhanh nha, 5 chữ. Trái táo. Trái táo tiếng Anh là gì đó? Apple. Đồng Apple như sao? Ủa, Ủa, bờ có 4 chữ vậy? Ủa, Apple. Chắc chưa? Dạ, chắc. Dạ, chắc chưa? 5, 4. Đây nè. Cái nào? Năm chữ nha, năm chữ, có hai chữ giống nhau. Em đâu đọc ghép. A, B, B. Chứ bầu hai chữ. Mày không được cầm điểm. Rồi. Cái người điểm. Chết. Rồi, tiếp theo. Ghi điểm vô. Số tự ghi số 10 vô đây số. Mọi hành động gian lận sẽ phải trả giá nha. Ô thứ tư cũng dễ rồi. Hả? Thứ gì?
đúng không? Ơi à, sâu ơi, đọc trước kết quả rồi. Trái chuối, trái chuối, trái chuối, trái chuối. Rồi trái chuối nha, trái chuối. Thì có bên đây tại vì apple thì cũng sao? 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 Mười điểm. Bên nào? Mười điểm. Mười điểm. Anh nhớ nha. Bên này sao? Ở đó đi đâu? Ở đó đi đâu? Bên này 5 điểm thôi. Cục xúc là phải trừ điểm nha. Banana nha. Banana. Ở đâu mình một đội cũng thắng luôn á. Sâu chắc sâu đây luôn á. Chắc sâu đây luôn. Nè tiếp nè. Ờ. Coi nè. Cây kem. Cây kem. Ice cream. Đó, chưa không tiếp rồi nè, rồi tiếp mà. Đúng rồi, ice cream đúng chưa? Không rồi đó. Ủa bên này hôm trước vậy? Bên này hôm trước. Cream đúng rồi, mời đẹp. Đó, 5 điểm. Bên đây đúng rồi, đúng chưa? Nhưng mà ghi chậm hơn Châu. Châu nó nhanh quá. Mì là gì hết đâu? Mì. Đó. Gì đây? Không phải. Đồ đồ mà. Đồ đồ. Đồ bị sao? Chứ ăn à. Kìa nghe đồ đọc đồ kìa. Rồi quên rồi. Sao đồ sao? Chứ em nè sao nữa? Sao lại có chữ M ở đây? Nó chữ của em nó vậy á. Cái sai chính tả nhiều điểm nha. Bên đây xong chưa? Bên kia xong chưa rồi. Đây xong hỏi đâu? Đâu là xong trước rồi. À con dê, con dê. Con dê, con dê, con dê là gì đâu? Đâu xong rồi nè. Coi, đúng rồi. Quá nhanh luôn. Trời, ghê chưa? Ghê, ghê, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Bên kia 5, bên này 10. Xu ơi, giá này ghi hơi chậm nha. Rồi, ghi điểm vô, bên đây 5 vô. Cuối cùng. Gì mà? Con bạch tuộc. Octopus. Bạch tuộc là gì? Octopus. Ghi nhanh mà ghi chữ xấu là cũng không chơi. Cái này thấy mười đó má. Octopus. Octopus hả? Bên này xong chưa? Ủa cái này cũng vậy mà. Octopus. Không phải bà nha. Ở đâu đọc lại coi. Octopus. Bus. 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 Ở đâu nào đánh vần cho mấy chị nghe coi. Rồi, đúng không? Vẫn chưa xuống. Ở đâu đánh vần xuống nghe coi. Đúng rồi. Ôi chưa? Chưa. Cái này không mời Octopus. Ờ, mới chưa mời được. Cái nào nó xong chưa? Xuống xong rồi, xuống xong rồi. Cái bạn này ghê quá. Đây là kết quả. Có ai đáng được cái chỗ bí mật chưa? Bingo. Qua bingo. Đáng ơi, chỗ bí mật kìa, đáng ơi, chỗ bí mật kìa. Qua bingo, qua bingo. Sai, 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 sai. Qua bingo. Sai, sai. Quà bí mô. Đúng rồi, quà bí mô. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Tại vì phải liên quan tới Halloween. Rồi, bên đây được 50 điểm. Rồi nha. Bố ơi, xin mời bạn bố. Ủa giời. Đọc tên là chơi của mình đốc được ra cho mọi người đậu. Nghe tiếng Anh nha. Kệ. Water. Giọt nước chè ly đúng không? Dạ. Rồi đây. Bây giờ trời chèn cho đây nó quá mình đã chơi rồi. Đổ sẽ đổ nước vào đây. Ai làm đổ nước ra nó không? Cái này không đổ, không đổ. Rồi giờ nước đổ hơi nào. Quay quay xé xé rồi nè. Bây giờ lên hết luôn. Giờ hết rồi đi. Rồi bắt đầu người thứ hai. Ai đổ hết luôn rồi luôn. Cho khó là đổ đầy luôn tay nhiều như nhiều chỗ mà. Thì lỡ xuống đổ được thì sao? Thì nay chứ. Vậy á. Nhàn ra một cái là thua liền nha. Trời ơi tiết kiệm nè. Rồi một lần một giọt thôi không có được hai giọt. Ủa sao giọt? Rung không? Không ý là một lần thôi. Con rung không? Rồi rồi một cái nó ra vậy là được là hết rồi đó. Chưa chưa chưa. Rồi. Còn một lần thôi nha. Tiếng Anh nè. Rung dữ vậy. Đi ơi. Ồ. Ok. Ok. Nè, câu báo thủ nè. Đổ. Nè, số báo nè. Đó. Tham lắm. Ấy. Không ai thắng thì được điểm. Rồi, đó. Rồi, đó. Rồi, đó. Rồi, đó. Rồi, đó. Rồi, đó. Ủa?
Rồi. Sâu chết. Nãy giờ. Rồi. Nhạc rộn rộn. Nhạc rộn rộn. Nhạc luôn ngủ rồi. Lớn xíu nữa. Đó lớn xíu nữa. Nhỏ này nó dễ hơn. Dạ, cho nó la vô lần lần đây xíu. Nãy giờ chưa có đổ nữa hả? Thì đổ ghê vậy. Đổ đi, đổ đi. Trời chưa. Chưa Cái miệng ly bự hơn rồi đó. Cái miệng ly bự hơn. Cái ly trà sữa mua da rồi đó. Nhìn thôi còn lâu lắm mới tràn. Đổ cái tay, rửa chai đây. Chạy nữa. Chạy đâu, đừng có lo, chưa chạy đâu. Đừng hết qua giờ hoài vậy kìa. Tôi hết điên quá. Trời ơi, điên. Trời ơi, nó ra cái ly luôn rồi kìa. Không biết nha, miễn sao nó có được ai mà làm nước đổ là nó bị á. Trời ơi, điếu. Thôi, không có lấy, mình chỉ lấy cận cảnh hay hơn á. Cái này liên tục mà nãy giờ vẫn chưa. Cậu mỏi lâu quá nha. Chú chén muốn rồi. Sao mà đỡ được. Ô, nước đã chè. Ủa phẩm đầu tiên. Rồi sao bằng thế nè. Đâu có hồi đổi thôi mới chạy nha. Chạy rồi giờ mà. Thử hả? Rồi giờ thấy xuống. Rồi bắt nè. Rồi đâu lấy ra đọc nha. Đọc nó phải đọc, nó phải đọc. Không đọc gì nữa. Rồi rồi nó đọc đi. Đây là chơi nha. Vẫn còn hai trò chơi và còn thưởng to bự ở clip sau nữa. Mọi người nhớ đón xem nha. Bye bye.